Ok, xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với cái video giới thiệu kênh của mình. Thì trước khi giới thiệu kênh thì mình có đôi lời muốn tâm sự với anh em là như thế này. Thực ra thì mình làm YouTube đến bây giờ cũng được gần 7 tháng rồi, gần 7 tháng trời, hơn một nửa năm. Mình làm kênh Phó Vlog cũng được rất là nhiều anh em ủng hộ mình. Hiện tại thì có gần 29.000 anh em, gần 29.000 con người đã và đang ủng hộ mình. Thực sự là rất là vui. Không chỉ riêng mình và những YouTuber khác như thế thì ai cũng vui, ai cũng rất là hạnh phúc, happy. Đấy. Nhưng mà có một điều phải nói là không may xảy đến với mình là kênh của mình có một chút vấn đề trục trặc. Mình không biết trục trặc về cái gì nhưng ở bên YouTube họ họ không thông báo rõ cho mình là kênh của mình bị vấn đề gì, nhưng họ đã không bật kiếm tiền kênh của mình cho mình, và thực sự là rất là buồn. Mình thì thực ra là mình thì mình cũng không 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 đặt nặng cái vấn đề đấy lắm, nhưng còn những anh em khác, còn những anh em làm cùng mình đấy, họ cũng khi mà họ đã xác định họ làm cùng mình thì chắc chắn là họ phải có một cái cơ sở nào đấy để họ làm cùng mình. Ấy, nhưng mà mình nghĩ là khi mà kênh YouTube của mình mà bị tắt kiếm tiền như thế thì anh em sẽ cảm thấy rất là chán nản, như mình, anh em cũng như mình thôi, và anh em sẽ không có thu nhập hàng tháng. Mà không có thu nhập thì thực ra là rất là chán và rất là nản. Thế cho nên là hôm nay mình quyết định mình lập một cái kênh mới, là kênh Mạnh Hùng Vlog. Thì rất mong anh em ủng hộ mình để mình tiếp tục mình phát triển cái kênh YouTube mới này của mình. Thì thực ra cũng mình cũng không muốn nói dài dòng, nói chung là cái video này mình nhờ anh em, gọi là những anh em nào đã và đang yêu quý, đang ủng hộ cho kênh cũ của mình, thì anh em bỏ một chút thời gian qua ủng hộ mình cái kênh Mạnh Hùng Vlog này bằng cách là like, share video và đăng ký kênh ủng hộ mình, để mình có động lực trong cái thời gian sắp tới mình ra những cái video hay và chất lượng cho tất cả mọi người cùng xem. Đấy. Thế nhá anh em nhá. Đấy, có đôi lời tâm sự với anh em thế thôi. Xin chào anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng làm việc. Xin chào tất cả mọi người.